Còn phố nhỏ Long Bình ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, ai cũng biết bà Đường Dục Hấu. Bởi ở tuổi về chiều, bà sống quạnh quẽ một mình trong căn nhà nhỏ. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình đông anh em, nghèo khó, nên bà phải sớm bươn chải kiếm sống. Trong thời gian còn chiến tranh, chẳng may bà bị trúng mảnh đạn dẫn đến một chân bị thương, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Khi lớn lên, do cứ mãi miết trong cuộc mưu sinh, bà Hấu không lập gia đình. Và cũng vì cuộc sống, anh chị em của bà cũng tứ tán. Vậy nên bà không có ai để nương tựa lúc tuổi già. Dạ, con chào bà. Dạ. Bà đang soạn thuốc để uống ha, cử sáng hả bà? Ăn xong rồi uống. Ăn xong rồi uống. Một ngày mình phải uống bao nhiêu lần thuốc hả? Uống 3 lần. 3 lần. Thì mình có nhớ là phải uống gì không? Nhớ. Nhớ luôn. Dạ, rồi bác sĩ nói như sao, sức khỏe của bà như thế nào? Bác sĩ biết chuyển viện đi. Dạ. Mới đầu là mình bị gì rồi mình đi khám? Nó đau. Dạ, đau ở đâu bà? Đau ở đây nè. Dạ, đau bên này. Rồi đi khám. Khám ở đâu, mỗi đầu này mình khám ở đâu? Khám ở Bà Rịa. Dạ, rồi họ phát hiện ra liền luôn. Vòng nửa tháng nay. Mới nửa tháng nay, nhưng mà là nó đã cái giai đoạn nó muộn ha, nó trễ rồi hả bà? Tại giờ đó bị xe nó tông á. Tức là trước đây bà đã bị tai nạn giao thông hả bà? Sau cái té 2-3 lần á. Dạ. Gặp sau này mới là phải dịnh cái ghế đi. Rồi còn cái bệnh nang giả tụy. Dạ. Cái này là mới phát hiện ra đây thôi. Nhưng mà bác sĩ có nói là do cái vết thương trước hay như thế nào? Bác sĩ có nói. Dạ. Sao ạ? Bác sĩ nói sao bà? Bác sĩ nói cũng như cái vết thương trước nó có tụy. Nó bị khối u. Dạ. Nó có cái vết á. Và đó, từ đó nó mới gây nên cái bệnh bây giờ. Rồi bác sĩ nói cái bệnh bây giờ của mình thì phải chữa làm sao bà? Biểu đi chợ rẫy. Cái thuốc này là ở đâu? Ở bệnh viện nào? Cái này là ở bệnh viện tư. Ủa sao mình đi tư hả bà? Sao vậy? Ở bệnh viện nó không có chịu cho nằm nữa. Nó bị phải đi gấp. Vậy là bà đi ra Bà Rịa. Nhưng mà bệnh viện Bà Rịa nói là mình phải chuyển viện lên trên kia. Xong rồi bây giờ cứ đi ra mua thuốc này uống thôi. Cơm nước của bà ai nấu? Có khi nấu, khi không. Khi chiều ăn được, con mua cháo ăn. Dạ. Bây giờ bà cũng phải cố gắng ăn để có sức. Thì đó, hôm giờ cố ăn á. Theo lời bà Hấu kể, trước đây bà phụ việc cho các tiểu thương ở chợ Long Điền. Khi tuổi lớn không còn sức để làm được việc nặng, bà nhận hạt điều về cạo vỏ lụa, kiếm ít đồng tiền công, lo cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng công việc cạo vỏ điều bữa có bữa không, nên thu nhập ít ỏi, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thấy hoàn cảnh neo đơn của bà Hấu, bà con lối xóm ai cũng thương. Khi thì giúp cho con cá, bữa cho ít gạo, ít rau. Ngày lễ Tết hay có đoàn từ thiện nào về tặng quà, chính quyền khu phố và bà con đều dành phần cho bà Hấu, giúp bà vơi bớt những khó khăn. Đã ở vào cái tuổi bên kia dốc của cuộc đời, nghèo khó vẫn phải đeo mang, thì cách nay gần một tháng, bà Hấu thấy đau nhức trong người. Bà đi bệnh viện Bà Rịa thăm khám, các bác sĩ ở đây chẩn đoán bà bị nang giả tụy, một căn bệnh nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của bà, lo cho cái ăn hàng ngày đã khó, tiền đâu để bà đi bệnh viện mà trị bệnh. Rồi cái bệnh của bà như vậy, bà nói nó đau, rồi nó có hành mình như thế nào bà? Nó hành đau nhất, không có đi được đó. Có lúc thì nó bớt, có lúc thì nó tiếp tục luôn. Có khi nào buổi đêm như vậy thì không ngủ được không bà? Có. Ngủ tối ngủ từ 11, 12 giờ đêm à. Thức tới sáng luôn. Phí mà để điều trị căn bệnh của mình á, bác sĩ có nói hòm hòm cho gia đình mình biết hoặc là có dự được bao nhiêu không? Nhỏ cháu nó cho được 10 triệu. Dạ. Nó miễn bọc ra đi. Ấy tới đâu thì mua tới đó uống. Bà ơi, giờ này bà đau bệnh như vậy á thì bà ở với ai? Ở với con nhỏ em đó, hôm giờ nó ra nó ở. Nó cũng đi bán cái số với nó cũng có ở nhà. Gia đình mình có nhiều người thân không? Bao nhiêu người? 6 người. Người anh trai chết rồi, rồi còn lại 5 người chị em gái. Dạ. Rồi bà đau bệnh vậy rồi buổi tối có ai ngủ lại với bà không? Đó, nhỏ em. Bây giờ là ra ngủ lại với bà luôn. Buổi tối ở trong nhà như vậy á, rồi cô em của bà sức khỏe có được tốt không? Nó cũng yếu lắm. Dạ. Rồi cả hai người yếu mà nương tựa nhau rồi đỡ đần nhau buổi tối vậy thì có được không? Được. Được hả? Thì bà có lo không? Lo sức khỏe của mình không? Suy nghĩ hoặc là dự gì về cái căn bệnh của mình không? Dạ. Trời kêu ai nói dạ đâu có biết được. Sợ là mình không có biết đủ chi phí không á. Thưa quý vị, với một người bình thường thì ai khi mà mắc bệnh thì cũng đều mong muốn là sẽ đi bệnh viện ở những nơi đảm bảo để có thể khám và điều trị đến nơi đến chốn để tìm lại sức khỏe cho mình. Nhưng mà chắc chắn những điều đó cần chi phí, cần những người thân để có thể hỗ trợ mình. Nhưng mà với hoàn cảnh của bà đây thì kinh phí thì không có mà người thân thì cũng rất là neo đơn như vậy. Chắc chắn là hoàn cảnh của bà đang rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm là quý vị khán giả gửi đến để có thể phần nào có phần chi phí để bà có thể tiếp tục đi lên bệnh viện tuyến trên để có thể chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo này của mình. Thưa quý vị, bà Đường Dục Hấu ở khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 64 tuổi và hiện đang mang trong mình căn bệnh là nan giả tụy, một căn bệnh rất là nặng và nếu như không có điều kiện chạy chữa thì sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Và hôm nay thì chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kết nối được với các mạnh thường quân cũng như chính quyền địa phương đến đây để thăm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn cũng như là gửi đến những phần quà để giúp bà có điều kiện chữa bệnh. Và xin được giới thiệu đến quý vị các mạnh thường quân tham gia chương trình hôm nay. Trước hết xin được giới thiệu nhóm Đồng Giác ở huyện Long Điền. Bên nhóm từ thiện Đồng Giác Long Điền đã vận động mạnh thường quân được 14 triệu. Thì hôm nay tụi con đến trao cho dì để mà dì có tiền để mà trị bệnh. Dì giữ sức khỏe để điều trị bệnh. Cảm ơn các anh chị của nhóm Đồng Giác huyện Long Điền. Tiếp theo là nhóm Cội Nguồn. Xin giới thiệu chị Hồng ạ. Con đại diện nhóm Cội Nguồn hôm nay có đến đây chia sẻ với hoàn cảnh của bà. Con gửi chút quà, mong là bà điều trị bệnh mau khỏi. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn các anh chị ở nhóm Cội Nguồn. Tiếp theo xin được mời anh Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Thay mặt cho cô Lâm Lệ Nga, thành phố Hồ Chí Minh, có chút chia sẻ cùng với bác. Mong là bác sẽ có một chút kinh phí để rồi là mình chữa bệnh. Và chúc bác mau lành bệnh và sức khỏe thật là tốt. Bà ơi, còn đây là quà của các khán giả truyền hình, các mạnh thường quân cũng thông qua chương trình gửi đến bà để bà có điều kiện chữa bệnh ha bà ha. Dạ, đây con gửi đến bà. Đến thăm hoàn cảnh của bà Đường Dục Hấu thì chắc là đại diện chính quyền địa phương cũng sẽ có những cái lời động viên chia sẻ với hoàn cảnh của bà. Trong thời gian qua thì cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô ở khu phố, thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Địa phương thì cũng thường xuyên quan tâm tặng quà cho cô. Thì cũng nhân cái dịp này cũng xin là chân thành cảm ơn chương trình Kết nối yêu thương cùng Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
và các nhà mạnh thường quân đã quan tâm đến các đối tượng gia đình khó khăn ở trên địa bàn thị trấn Long Điền. Thưa quý vị, hoàn cảnh cũng như là sức khỏe của bà Đường Dục Hấu chắc chắn sẽ còn một chặng đường rất là dài khó khăn ở phía trước. Chúng tôi vẫn rất mong sẽ tiếp tục nhận được tấm lòng hảo tâm chia sẻ của tất cả quý vị thông qua chương trình Kết Nối Yêu Thương. Hỗ trợ cho bà Đường Dục Hấu, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chương trình Kết Nối Yêu Thương, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, sức khỏe và những khó khăn của bà Đường Dục Hấu chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều sự nâng đỡ, giúp đỡ của tất cả quý vị mạnh thường quân. Mọi sự giúp đỡ tiếp theo xin quý vị gửi về địa chỉ bà Đường Dục Hấu ở khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc quý vị cũng có thể thông qua chương trình Kết Nối Yêu Thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách Mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút thứ tư và phát lại vào lúc 9 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt quý vị.